Hello, chào tất cả anh em nha. Mình là Nhật Audio. Nếu anh em cần một dòng sản phẩm âm ly để mà hát karaoke với một mức giá mà nó là cực kỳ là tốt, thì đây chính là một video dành cho tất cả anh em. Trong video này, Nhật sẽ mang đến cho anh em là âm ly karaoke đến từ thương hiệu nội địa của Hàn Quốc là Nobody. Dòng này sẽ có tên model là NVA 203XG+, là một trong những dòng sản phẩm mà ở phân khúc giá rẻ thôi đấy mà, nhưng mà độ vang nhài khi hát karaoke nó rất là tốt, phối ghép loa đánh tiếng nghe bung âm và cái giọng mình nghe phải rất là bay bổng nha. Mà đây mà đang cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế trong sản phẩm này. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về nha, mà hình thức còn rất là mới đẹp tinh tươm, tầm mà trên 90% nha anh em. Con này thì đặc biệt thì nó sẽ có thiết kế là màu bạc cho anh em, và một màu sắc là phải nói là bạch cung tử nha. Mà nếu mà anh em mà chơi một chàng âm thanh mà màu trắng, mà nội thất ở đây màu trắng mà anh em chơi dòng này trưng bày phải nói là rất là đẹp luôn. Dòng này nó sẽ in khung chữ là tiếng Anh nha anh em, cho anh em cũng rất là dễ dàng để điều chỉnh, nó phân biệt ra rất là rõ ràng nha anh em. Giờ cái nút để điều chỉnh chức năng về nhạc Echo, Micro 1 và Micro 2. Đây, nói chung nó in tiếng Anh hết thì anh em rất là dễ dàng để điều chỉnh thôi. Đây, mời anh em cùng xem qua về thông số mặt sau dòng sản phẩm này. Đây, tên thương hiệu Nobody, tên model NVA 203XG+. Con này hàng chính hãng Made in Korea nha anh em. Con này nó sẽ có cái phía sau cũng có cổng mà anh em cắm micro cho anh em. Này anh em cắm được tổng cộng là 4 cái micro. Cổng vì tên mà cũng xem này là cổng nếu mà anh em lấy làm men nha anh em, để kết nối thêm với những cái bị ngoại vi. Còn cổng input AB là cổng nếu mà anh em mới tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Ở bên đây là cái chạm loa, con này nó sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 8 chạm loa nha anh em. Anh em có thể ghép cùng một lúc và 2 cặp loa cùng một lúc. Anh em chơi tốt nhất là với 2 cặp full 3 tấc, và anh em chơi 1 cặp 4 tấc, và anh em chơi 2 cặp 20 hoặc 25. Còn bên đây là anh em sẽ thấy là con này nó sẽ có 2 dòng điện anh em, 110 hoặc 220V. Ở đây thì anh em sẽ thấy là có một cái công tắc để mà cho anh em sử điện. Còn ở phía dưới đây thì anh em sẽ thấy là con này nó sẽ có công suất là 360W anh em. Đây là một công suất mà đánh giá cũng là rất là tốt để cho anh em có thể mà thoải mái phối ghép loa. Và anh em nên biết rằng những dòng sản phẩm âm ly karaoke thì gánh mạnh hơn rất là nhiều so với cái những dòng sản phẩm âm ly bình thường. Nhưng mà mình đã chơi rất là nhiều dòng mà công suất chỉ có 100W thôi anh em, nhưng mà nó đánh mạnh như là 400-500W của cái âm ly anh em ạ. Còn về nội thất ở bên trong của âm ly karaoke của Nobody NVA 203XG+ thì sẽ trang bị chúng ta một tăng phô rất là lớn, chạy tổng cộng là 2 tự động nguồn. Và đặc biệt thì hai bên của dòng sản phẩm này nó sẽ có hai rãnh nhôm tản nhiệt rất là to anh em. Ở bên thì nó sẽ chứa hai con sò lớn, và dòng này nó chạy tổng cộng là 4 con sò than nha anh em. Còn nội thất thì nó vẫn còn mới đẹp keng, hè nhược bao zin cho anh em chơi yên tâm. Và Nhật sẽ để lại cho anh em con này một mức giá rất là tốt anh em ạ. Chỉ với 3.500.000 đồng. Bình thường anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo của Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ Nhật sẽ vào ngay bài test về khả năng hát karaoke của dòng sản phẩm này. Mời anh em.
âm tình thời ngày trên bám về chốn phố những lúc trời chiều đầu. Nhưng mà con này mình thấy khả năng chiến karaoke nó phải là đỉnh cao anh em. Thích âm hay, giọng của mình nghe mềm ngọt và nghe rất là bay bổng. Rồi anh em thấy sao về tổng quan âm đi karaoke của Nobody thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trong những video tới. Bye.